Xin chào tất cả cô chú anh chị và các bạn. Chúc cô chú anh chị và các bạn một ngày mới bình an và thật nhiều sức khỏe. Đặc biệt chúng ta cũng phải cẩn thận trong những ngày như thế này, luôn luôn phải giữ mình, giữ vệ sinh, luôn rửa tay rồi tránh tiếp xúc với đám đông. Và Sài Gòn ngày hôm nay là 7:30 ngày 26 tháng 3 năm 2020 và chúng ta đang có mặt ở đây là con đường Tôn Thất Thuyết. Nơi đây có một cái công viên rất là lâu rồi, ở dưới chân cầu đó là dưới chân cầu Tân Thuận, công viên tượng đài liệt sĩ theo lời chia sẻ của anh chị, nhưng mà em không thấy cái tượng đài liệt sĩ ở đây ngày hôm nay. Giao lộ Tôn Thất Thuyết với lại một cái đường nhỏ đi vào cái khu cảng đó. Phía trước mặt ta đó là cầu Tân Thuận 2 ngày nay. Và nếu đi thẳng theo đường Tôn Thuyết này, chúng ta sẽ đi đến đường Trịnh Minh Thế ngày xưa, cũng là đường Nguyễn Tất Thành ngày nay, ngay giao lộ Nguyễn Thần Hiến đó ha. Và con đường Tôn Thất Thuyết này là một trong những con đường mà xưa nhất Sài Gòn. Nó vẫn còn giữ nguyên cái nét của Sài Gòn xưa thập niên 85-90. Theo những hình ảnh này thì chúng ta có thể thấy ở đây có rất nhiều nhà kho, cũng như có mấy bến đò ở đây. Nhưng mà ngày hôm nay thì bến đò không còn nữa ha. Bên cánh trái chúng ta đó là dòng kênh Tẻ. Nhìn qua bên kia thì đó là khu vực quận 7, con đường Trần Xuân Soạn, bến Trần Xuân Soạn. Nhìn theo hướng này đó là khu công nghiệp Tân Thuận, quận 7. Khi chúng ta qua cầu Tân Thuận này. Và hôm nay sáng nay em trên đường đi làm, rồi sẵn chia sẻ anh chị và các bạn vài hình ảnh ở cái con đường Tôn Thất Thuyết này. Tại vì ở đây có những ngôi chợ ven đường, đó là chợ Bến Đò, rồi chợ Ngã Ba, những cái chợ nhỏ đó. Thì chúng ta cùng đi dạo một vòng ở đây để xem những hình ảnh của ngôi chợ ở đây như thế nào ha. Và biết đâu trong những hình ảnh này lại có những cái nhà xưa của cô chú anh chị. Và chúng ta cũng có dịp nhìn lại con đường này trong những ngày đại dịch, những ngày thế giới đang rất là căng thẳng về vấn đề dịch bệnh. Rồi chúng ta tiếp tục ha. Ở đây có nhà kho nè, nhà kho của ngày xưa đó. Nhưng mà ngày nay thì có một số nhà kho thì không còn sử dụng, có một số thì vẫn đang sử dụng. Nhưng mà nó là cái xưởng sản xuất gì đó, chứ không phải cái đơn thuần như nhà kho giống ngày xưa. Nhưng ở đây chúng ta thấy hình như ở đây rất là hoang vắng. Mình nhìn qua bên dòng sông bên đây thì có một cái công viên. Công viên tượng đài liệt sĩ nè. Thì ra ở đây phía bên kia đó là dòng kênh Tẻ. Thẳng dòng kênh Tẻ thì mình sẽ đi ra sông Sài Gòn, và ngược lại thì mình sẽ đi ra cầu Chữ Y, kênh Tàu Hủ luôn đó ha. Rồi chúng ta tiếp tục ha. Con đường này buổi sáng rất là mát, rất là đẹp. Đẹp theo kiểu Sài Gòn xưa đó, chứ không phải đẹp theo kiểu hiện đại. Ở đây thì mình thấy có những anh chị người ta giá xe, tìm sửa xe dọc ven đường nè. Ở đây rất là nhiều nhà kho. Và con đường này ngày nay thì xe cộ cũng không có nhiều, rất là vắng vẻ. Đây có trường tiểu học Nguyễn Thái Bình, mà ngày nay trường thì đóng cửa rồi. Hôm nay thì hầu hết các nhà hàng, các quán bar, các phòng gym, đồ tất cả những chỗ ăn chơi đều đóng cửa hết, cùng chung tay chống dịch. Và phía sau cái bức tường này là một cái ngày xưa chắc có lẽ là một cái
kho xưởng gì đó, cái nhà kho nữa đó. Nhưng mà ngày nay thì mình thấy đất trống ha. Dạo này rất là nhiều người ở nhà đó, nên thành ra những cái dịch vụ như là shipper, mà ở Mỹ là delivery đó, ở nước ngoài delivery cũng rất là thịnh hành đó nha. Bây giờ mua cái gì người ta cũng đặt app rồi giao đến nhà không à, chứ cũng ngại phải ra đường, tại vì chính phủ có lệnh những người khoảng 60 tuổi trở lên thì nên ở nhà, mà những người không cần thiết thì chúng ta cũng hạn chế đi ở đường. Thì em cũng sẵn dịp đi trên đường đi làm rồi chia sẻ anh chị thôi, chứ thật ra mình cũng phải vì cộng đồng. Dạo này thì không thích hợp để đi chơi đi dạo ha. Đây mình thấy có cảng 25 bit nè, có những cái cảng bến tàu đi Phú Quốc. Con đường này ngày nay thì cũng đang làm lại một số hạng mục, chắc là cống thoát nước á. Bây giờ các anh chị ở nhà rồi mình mở YouTube lên mình xem được tất cả ha, không cần phải đi đâu, đi về Sài Gòn hay đi về Việt Nam thì mới thấy cảnh này, không cần ha. Chỉ cần mở YouTube lên gõ Sài Gòn hoặc là đường Tôn Thất Thuyết thì sẽ ra rất là nhiều cái thông tin về Sài Gòn ngày nay, cũng như những hình ảnh của người dân, cảnh sinh hoạt trong những ngày này như thế nào. Mình cũng hiểu được cái hoàn cảnh của người Sài Gòn hiện nay ra sao ha, rất là vất vả, rất là khó khăn. Cái đoạn đường này thì có một cái công viên nhỏ nhỏ nhưng mà đường thì cũng hơi xấu, ổ gà. Mình đi chút xíu nữa thì sẽ tới một ngôi chợ, vài ngôi chợ luôn, vài ngôi chợ ven đường. Có lẽ con đường này là một trong những con đường hoang sơ nhất ở khu vực quận Tư này. Vẫn chưa có những dự án gì ở con đường này ha. Đó, mình thấy những ngôi nhà này nè, những ngôi nhà ven kênh đó. Có rất nhiều những ngôi nhà như thế này ở cuối đường, chút xíu nữa chúng ta sẽ đi, mình sẽ thấy được ha. Vẫn như ngày xưa luôn á. Không có nhiều nhà lầu, không có nhiều nhà cao cửa rộng như những con đường khác. Ở đây cũng có một công viên đó nè. Thì con đường này mình thấy có rất nhiều công viên, rất nhiều khu vui chơi cho con nít, rất nhiều chỗ tập thể dục cho người dân ở đây. Gặp theo những cái nhà kho này nè, và những nhà kho cũ này nè. Ngày nay là công ty thép Thanh Anh nè, rồi vật liệu xây dựng, rồi rất là nhiều. Chắc có lẽ ngày nay được cho thuê lại nữa, nhà nước cho thuê lại nữa. Một căn như vậy thì sẽ có một ngành nghề, một ngành hàng như đây, bán vật liệu xây dựng. Còn nhà bên cánh phải thì đa phần là nhà đẹp không ạ, mới xây lại sau này nè, có cái view nhìn ra sông rất là mát mẻ. Không biết bên các anh chị và các bạn dạo này như thế nào ha, theo các trang báo mạng rồi thì theo các kênh truyền thông thì thấy chính phủ Mỹ cũng trợ cấp cho người dân, cũng mỗi người số tiền so với thu nhập. Nhưng mà không biết anh chị như thế nào, có nhận được tiền chưa? Còn ở Việt Nam thì không có chính sách đó ha. Ngay cả khi nghỉ, được lệnh thông báo nghỉ nhưng mà vẫn chưa nghe nói gì đến vấn đề thuế với lại tiền mặt bằng. Nhưng mà tiền mặt bằng thì do mình thương lượng với chủ nhà thôi,
với một phần thì không có thuê ở nhà nước, ví dụ như chợ Bến Thành thì có những sạp thuê nhà nước, thì có những sạp thì ta mua luôn, rồi có những sạp thì ta thuê lại của cá nhân, nên thành ra vẫn chưa nghe nói vấn đề này, thì không biết như thế nào, không có giàu như nước Mỹ. Bởi ở Việt Nam cũng nói chung được này thì mới kia, tại vì nước mình còn nghèo chứ chưa có bằng nước khác. Nhưng mà mình cũng cảm thấy cũng hạnh phúc, cũng bình yên, vậy là cũng vui lắm rồi. À, chúng ta đang đứng đây là gần với một ngôi chợ, mà ngay chợ này ngã ba Tôn Đản nè. Ngay đây có một cái nhà kho cũng rất là cũ nè. Mà chợ thì ngày nay rất là vắng lắm. Hy vọng là các anh chị đừng có nghỉ nha. Nghỉ thì người dân sẽ không biết mua cái gì để ăn luôn. Tại vì ít người đi chợ, thì bây giờ người ta đi chợ đi một lần đi mua cho 2-3 ngày đó, nên thành ra mình thấy nó vắng. Khô cá lạp xưởng, khoai. Mấy ngày nay thì ăn chỉ ăn qua ngày thôi, chứ thật ra ăn ngon trong cái thời buổi này thì không thích hợp cho lắm. Bây giờ có ăn là vui lắm rồi. Vài bữa nữa hy vọng là tình hình dịch bệnh sẽ sớm đi qua, chứ thôi là cứ như vậy hoài là cặp đất luôn á. Điểm đập quá đó, đài phát thanh tuyên truyền về phòng tránh dịch bệnh đó. Và đi qua ngôi chợ này là đến cây cầu, đó là cầu Kênh Tẻ. Hôm bữa thì mấy bữa em cũng có cái video đi bộ ở con đường này mấy tháng về trước đó. Nhưng mà hôm nay mấy tháng về trước chúng ta đi bộ buổi chiều, hôm nay chúng ta đi xe buổi sáng ha, để xem những hình ảnh của ngôi chợ ở đây như thế nào. Và mình thấy chợ thì không có đông. Đây có chữ GB nhà rồng. Vẫn chưa hình dung được chữ GB là gì hết ta. GB là này chắc phải nhờ tới cô chú anh chị ngày xưa ở đây thì chắc có lẽ sẽ hiểu hơn. Ở đây chúng ta thấy có một bến xe buýt, có rất nhiều xe buýt đang phải đậu ở đây, tại vì dạo này không có khách nữa, sinh viên thì không có, rồi người dân thì hạn chế đi lại phương tiện công cộng, nên thành ra xe buýt thì rất là ít luôn. Chào ngoài đường rất ít xe buýt, mà có thì cũng không có khách nữa, là thấy không, có 2 người trên xe à. Đây có quán trung tâm. Mình đến đây là một cái ngôi chợ nữa nè. Đa phần chợ đây đều không có tên, chợ đây theo địa danh của ngày xưa không à. Mình nhìn thấy những dãy nhà này nè, dãy nhà tôn thôi, nhà cấp 4 thì chắc có lẽ không cấp phép xây dựng ở khu vực này, nên mình thấy khu này nó hơi hoang tàn. Người dân ở đây cũng ở để kinh doanh buôn bán. Đây mình thấy có cái nhà xưa, rất là xưa. Không biết nhà xưa này ngày xưa là cơ quan gì ha, chắc có lẽ cũng là cảng hay là bến gì đó, hoặc là trường học. Tuy con đường này không có lớn nhưng mà nó rất là dài nha, thì
dài tới cuối đường là mình sẽ ra được cái xóm nhà sàn ở ngay cầu Nguyễn Kiệu luôn đó. Hộp gà 18.000 một chục trứng là chưa tới một đô nữa nè, là chưa tới một đô một chục trứng gà. Nói chung đồ ăn ở Việt Nam thì rất là rẻ. Xóm này là một trong những xóm mà phải nói là yên bình đó, yên bình và ít dịch bệnh ngày nay. Bởi vì khu này ít có người nước ngoài, cũng không có khách du lịch, nên thành ra ở đây cũng còn yên bình, chưa đến nỗi nào ảnh hưởng. Ở đây đa phần là dân địa phương ở đây không à, ở địa phương đây đi ra chợ ở đây. Tới đây là chợ như chợ đò, chợ bến đò. Nhìn thấy những ngôi nhà này rất giống như hình ảnh của Sài Gòn thập niên 90, giống như những nhà ở con đường Nguyễn Duy quận 8 vậy, cũng cặp ven dòng kênh đôi đó. Đây cá mực. Wow. Khu này bán cá biển. Khu này chợ đông nè. Hy vọng là bà con vẫn bán được ha, để không có nản, không có nghĩ để người dân có thực phẩm mà dùng. Chứ ai cũng nghĩ hết là coi như là đói luôn. Tuy không có đông bằng lúc trước nhưng mà mình thấy cũng có cái hình ảnh của họp chợ. Nghe đây là giao lộ Nguyễn Khoái với lại Tôn Thất Thuyết. Đi thẳng đường này là mình sẽ ra bến Vân Đồn. Cái đoạn trên thì bán chuối nhiều lắm. Tới đây thì hết chợ rồi. Khúc đoạn trên này buổi chiều có những ghe chuối ở dưới quê lên đó. Ở đây bán nhiều. Buổi sáng thì mình thấy nó yên ngắn. Bên cánh phải thì có ngày nay có những cái building sắp sửa mọc lên rồi đó, đang xây dựng nè. Ngày xưa ở đây chắc là cái nhà kho gì rất là lớn đó. Nhà đây là bến đò, có rất là nhiều chuối, ghe chuối lên rất là nhiều ở khu vực bến đò này. Nhưng mà ngày nay bến đò thì không có còn nữa ha. Những người ta mua chuối rồi người ta đi bán lại nè. Anh chị nào muốn mua chuối thì lại đây ha, ở đây bán rất là nhiều chuối luôn. Mình nhìn thấy những ngôi nhà này mình cũng nhớ lại ngày xưa ở Sài Gòn cũng như thế này nè. Nay mai gì chắc có lẽ sẽ không còn những hình ảnh này. Và video clip này sẽ là tư liệu cho những năm về sau, khi mà chúng ta có những ngôi nhà bự cao ở đâu đó thì mình nhìn lại khu xóm ngày xưa để nói cho người thân, bạn bè, con cháu biết. Đó, bữa mình quẹo qua cái hẻm này là ra đường Bến Vân Đồn, nhưng mà hôm nay chúng ta sẽ đi thẳng luôn ha. Cảm thấy có con đường nè, đi thẳng ra cầu Nguyễn Kiệu luôn xem sao.
Chắc video đến đây em xin tạm dừng. Cảm ơn cô chú anh chị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại trong video tiếp theo. Chúng ta sẽ đi hết đoạn đường này rồi mình sẽ cúp máy ha. Cùng rồi. Đi đâu đây? Đi chợ. Bên cho hỏi đi ra cầu Nguyễn Kiệu đâu có đường nữa đâu hả? Đi ra cầu đi đi chứ. Không bên đây anh. Đi bên đây đi cho. Dạ. Tụi nó đi thẳng ra đây cầu Nguyễn Kiệu. Đây lên thẳng ra đụng cái ngã ba nè. Dạ. Lên thẳng cái ngã ba trái. Dạ. Ngã trái chạy thẳng theo một hướng theo ngoài ngoài đó ra ngay cũng kịp. Dạ dạ cảm ơn anh. Ồ đây giống như là mê cung á. Lần đầu tiên em đi khám phá vô khu này luôn. À, có lẽ video này rất là dài đây nè. Còn khu này là một xóm nhà sàn ở cuối đường Nguyễn Tôn Thất Thuyết. Những nhà ở đây thì cặp theo một con rạch với lại trên nhà sàn. Bên cánh trái mình là nhà kho gì đó. À, đúng là không có người chỉ là chạy quần quần hoài luôn như mê cung luôn. Không ra được luôn. Những dãy nhà sàn bên cái cánh trái này.
sáng yên bình ở xóm nhỏ. Anh chị và các bạn trong những video tiếp theo nha. Cảm ơn anh chị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Chúc anh chị và bạn nhiều sức khỏe. Hẹn gặp lại. Tagare đường bến Vân Đồn rồi. Và sau lưng mình đó là cầu Nguyễn Kiệu đi về cầu Nguyễn Văn Cừ, chợ Nancy.